Đâu anh? À. Đâu, đây là không phải đèn. Đây là cái gen chứ. Đây là gen nó đánh dấu. Đánh dấu ở nhà hãng làm, đánh dấu bên trong cái chấm sơn đỏ. Em à, nghĩ là chuẩn rồi đấy. Anh cứ về anh so trước khi anh nắp thôi. Anh so sánh cẩn thận, có được ảnh anh chụp cho em là chuẩn rồi. Ảnh anh chụp cho em là chuẩn rồi. Đây lắp nhỉ. Xe anh đỗ ở đâu? Xe đang đỗ ở trên... có gì đâu, cái này thì em nghĩ là chuẩn rồi. Đây là cái UDI tăng chỉnh của dây... con tăng tự động mà. Đấy của loa ấy mà. Ừ. Đây là ảnh anh chụp cho em này, chuẩn rồi. Không thể sai được rồi. Chả có mẹ ký hiệu mà. Đây anh, mã đây. Đây này, đây anh. Đây kìa. Nó chỉ đóng như này thôi. Nó chỉ đóng cái ký hiệu ở đây thôi. Cái này nó có logo U-Chai các thứ. Đâu anh? Đây là gì có logo, đấy không phải logo. U-Chai mà. Đây không phải logo nha. Đây anh về nhìn này không phải logo. Đấy. Đây. Đây thông số của anh đây. Đây anh nhìn này, đây là cái ký hiệu. Đây bọn em có ký hiệu đây. Nó là cái ký hiệu đây anh ạ. Đây okay. Là cái ký hiệu của cái thông số của cái phụ tùng này thôi. Đây, logo U-Chai đây này. À, logo đây gì? Thì có thể là hãng người ta đặt, người ta làm một đây hàng sản xuất thay thế thôi, còn miễn sao nó chung là được anh. Em nghĩ là chuẩn 100% rồi, không sai được rồi. À, được rồi. Mà mẹ xe ra đây lắp. Đấy thì anh, không thì anh mang xe qua đây nhầm. 650 rồi anh ạ, quá rẻ luôn mà hàng chuẩn. Con tăng tự động của xe bảo hành bao lâu ấy? Con này không hành đâu anh ạ, toàn đồ nhập bên kia về rồi anh ơi, không hành đâu. Anh biết được gì nữa, anh làm xe anh biết là cái đồ này nhập bên kia về làm gì có ai bảo hành đâu anh. Con lắp tự động. Ok, anh tí đánh qua đây, xong rồi anh lắp thử. Con này thì nó chỉ có mỗi cái ốc... mỗi cái này thôi. Đúng rồi, mỗi cái ốc tháo ra thôi. Quan trọng là tháo ra đây để em xem cái chiều là lăn theo chiều nào thôi. Có nghĩa là cái bắn này nó sẽ chiều này hay chiều này thôi. Còn con này chuẩn 100% giống như ảnh anh chụp ảnh cho em rồi. Không thể sai được rồi. Có một đời thôi mà. Đấy thì anh đi xe qua. Lấy cái khẩu đưa vào đây là được. Đưa cái khẩu vào đây cái là cái nói bẻ okay. Căng nó lại cái là bẻ trùng nó ra cái là mình tháo ốc rồi. Ok, tí xe qua nhanh nhá. Ok. Đây, cái này cục tăng tự động của U-Chai nhá. Tí bác đánh xe ra thì mình sẽ quay cho mọi người xem nắp ráp tiếp nhá.